Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng hàng nông sản hướng tới phát triển bền vững tại khu vực miền núi Tây Bắc trong thời gian tới, một mục tiêu quan trọng đặt ra cho khu vực này là phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây ăn quả chủ lực vùng Tây Bắc được áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, sản phẩm hữu cơ đạt từ 20 đến 30%, 15 đến 20% diện tích được cấp mã vùng trồng, công suất chế biến đạt khoảng 180.000 tấn sản phẩm, giá trị kim ngạch xuất khẩu cây ăn quả toàn vùng đạt khoảng 150 đến 160 triệu đô la Mỹ một năm. Định hướng quy mô diện tích cây ăn quả các loại vùng Tây Bắc đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 138.000 ha với các loại cây ăn quả chủ lực như xoài, nhãn, chuối, dứa, cam, bưởi, chanh leo, cây ăn quả ôn đới. Để đạt được mục tiêu này, các tỉnh trong khu vực cần có những định hướng cụ thể về diện tích, năng suất, sản lượng, phân bố vùng trồng, quy trình kỹ thuật áp dụng. Bên cạnh đó là có những giải pháp phù hợp để tạo ra động lực mới, tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển các mô hình sản xuất tiên tiến, có hiệu quả, đẩy mạnh hiệu quả nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, để miền núi Tây Bắc ngày càng theo kịp và cùng với cả nước hướng tới nền nông nghiệp bền vững. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với tỉnh. Muốn xuất khẩu, muốn tiêu thụ, muốn chứng minh sản phẩm tốt thì phải làm tốt khâu sản xuất. Do vậy, tỉnh rất chủ động để giao cho các ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ nông dân tổ chức sản xuất theo quy trình sản xuất sạch, nông nghiệp hữu cơ. Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên và khí hậu, Sơn La đang được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ. Đây cũng là một chủ trương lớn đang được tỉnh quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Các sản phẩm nông nghiệp của Sơn La có sản lượng và chỗ đứng tốt tại thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là các loại rau, củ tươi đang được sản xuất với sản lượng lớn cung cấp cho Hà Nội như là cà chua, cải bắp, xà lách, su hào, cà rốt, củ cải. Ngoài ra, Sơn La có diện tích 20.000 ha cây cà phê. Năm 2021, sản lượng cà phê ước đạt từ 40 đến 45.000 tấn nhân, trị giá từ 3.500 đến 4.000 tỷ đồng. Hiện nay, cây cà phê ở Sơn La tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La. Tôi thì sản xuất đầu tiên là rau an toàn Việt Gáp, nhưng bây giờ để mà cạnh tranh thị trường và để mà chuyển đổi được cái cơ cấu cây trồng và để đáp ứng những cái công nghệ cao thì chúng tôi đã chuyển đổi sang sản xuất rau hữu cơ. Và chúng tôi chuyển đổi sản xuất rau hữu cơ 2 năm nay và được cấp chứng chỉ. Để đảm bảo hỗ trợ hoạt động quảng bá tiêu thụ hàng hóa nông sản mùa vụ năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Châu, Sơn La, ngay từ đầu năm, chính quyền huyện đã lên phương án kế hoạch để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tiếp tục kết nối, mời gọi các doanh nghiệp, các đơn vị đầu mối mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện như nhãn, xoài, mận, tham gia các sự kiện, tuần hàng trưng bày, giới thiệu nông sản an toàn của tỉnh tại các tỉnh thành trên cả nước, đồng thời xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn các huyện, tư vấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thiết kế mẫu mã, bao bì nhằm tăng tính hấp dẫn và khả năng cạnh tranh tại thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đối với lại việc trồng và chăm sóc và công tác xúc tiến thương mại thì luôn được huyện quan tâm cũng như phối hợp với các sở ngành của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Cùng với đó là việc kết nối với lại các cái bạn hàng truyền thống từ trước đến nay của huyện cũng như là các cái sàn thương mại điện tử. Trong năm 2022 thì Trung tâm xúc tiến đầu tư sẽ tham mưu cho Sở Kế hoạch Đầu tư trình ban tỉnh ban hành cái kế hoạch số 86 để tổ chức các hoạt động truyền thông xúc tiến tiêu thụ nông sản. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức các cái lễ hội, ngày hội. Từ nhiều năm nay, cây mía đã trở thành loại cây trồng chủ lực trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của một số địa phương trong khu vực miền núi Tây Bắc. Đặc biệt, việc doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía tập trung đã giúp cho các địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao thu nhập trên một số đơn vị diện tích canh tác, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, góp phần đẩy mạnh quá trình thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Được biết, niên vụ 2021-2022,
diện tích mía nguyên liệu của công ty mía đường Sơn La sẽ tăng lên hơn 9.150 ha, tăng gần 1.500 ha so với vụ trước. Đầu vụ, công ty đã hỗ trợ bà con giống mía, làm đất, tu sửa đường phục vụ sản xuất với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Có thể nói tại Sơn La, cây mía đã giúp ổn định đời sống bà con nông dân trên địa bàn vùng trồng. Theo thống kê của địa phương đến nay, 100% số hộ tham gia trồng mía, nguyên liệu đã thoát nghèo, trong đó nhiều hộ giàu lên từ cây mía. Đối với công ty mía đường Sơn La thì rất là may mắn, đa phần cái cây mía này là được người nông dân mà chủ yếu là đồng bào dân tộc của chúng ta canh tác. Thì cái truyền thống là sinh hoạt cộng đồng, đâm ra người ta hỗ trợ nhau trong cái vấn đề là thu hoạch cũng như là vận chuyển. Đến cái thời điểm này thì công ty đã thu hoạch mía trên 2/3 sản lượng mía toàn vùng về để chế biến, đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Các tỉnh miền núi Tây Bắc có ý nghĩa vô cùng quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng của cả nước. Đây là vùng tập trung đông đảo bà con dân tộc thiểu số. Trong 5 năm qua, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, toàn vùng đã có được những kết quả rất đáng khích lệ trên cả bình diện quy mô tỉnh, huyện, xã. Để chủ động sản xuất và tiêu thụ nông sản, các tỉnh miền núi Tây Bắc đã tăng cường hoạt động giám sát đối với diện tích, đã cấp chứng chỉ Việt Gáp, Global Gáp, mã số vùng trồng, tiếp tục xây dựng cấp các mã số vùng trồng mới, tập trung tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho hoạt động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, từ đó hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững ngành hàng nông sản vùng Tây Bắc, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trong vùng.